chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức Mekong của HGTV. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020, chương trình có nội dung đáng chú ý. Mưa dông khủng khiếp, hai người ở thành phố Cần Thơ bị sét đánh chết rất thương tâm. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu 7 người trong căn nhà cháy dữ dội, rất nghẹt thở. Chiều nay đã có diễn biến mới. người Việt từ Singapore được đưa về nước hạ cánh ở Cần Thơ ngày hôm nay, cùng cận cảnh nhịp sống bên trong khu cách ly, nơi có hơn 250 bà bầu từ Đài Loan về nước. Ở trung tâm thành phố Cần Thơ có một siêu thị mà trẻ em khó khăn, cơ nhỡ rất muốn đến, hạnh phúc vì đã trút bỏ được những ưu tư. Mời quý vị bắt đầu theo dõi tin tức Mekong, bản tin tâm huyết vì bà con miền Tây. Kính thưa quý khán giả, cơn mưa chiều qua tưởng đem lại sự mát mẻ, nhưng nào ngờ đường phố ở nhiều đô thị ngập lên láng. Tại thành phố Cần Thơ, mưa dông khủng khiếp đã gây ảnh hưởng nặng nề. Đau xót hơn cả là có một số người đã tử vong. Chiều nay, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc hai ngày qua đã làm 210 căn nhà ở nhiều quận huyện trên địa bàn bị sập, tốc mái và siêu vẹo. Anh NVH 32 tuổi, làm nghề chăn dịch ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai, bị sét đánh tử vong. Ngoài ra, dông lốc còn làm đứt đường dây điện ở xã Trường Xuân B, làm hai người bị thương do điện giật. Trước đó, ngày 28 tháng 5, một người đàn ông 40 tuổi, ngụ phường Thới Long, cũng bị sét đánh chết khi đang xả lúa ngoài đồng lúc trời mưa. Cũng theo báo cáo của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, huyện Thới Lai có nhà sập và tốc mái nhiều nhất với 140 căn. Các cơ quan địa phương đã xuống hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Sau cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy bị ngập cục bộ, một số cây xanh bị gãy nhánh. Lượng mưa đo được là hơn 45mm. Do mưa đầu mùa, không khí không ổn định nên thường kèm theo lốc xoáy, sấm sét, người dân cần chú ý đề phòng. Xót xa cho những nạn nhân tử vong do mưa dông, sét đánh, điện giật đều đang lao động vất vả ngoài trời. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông như thế này sẽ còn tiếp tục duy trì trong tuần sau. Tuy nhiên, điều cần cảnh giác là sau hàng tháng trời nắng hạn, mưa đầu mùa sẽ kèm theo nhiều hiện tượng cực đoan. Mong bà con cẩn thận hơn và có biện pháp đề phòng trong sản xuất. Thưa quý khán giả, gần 7 giờ sáng ngày hôm nay, căn nhà một trệt hai lầu tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hai bé 10 tuổi, 11 tuổi và 5 người thân kẹt lại bên trong. Nhiều người đã dùng xà beng phá cửa cuốn nhưng không được. Diễn biến sau đó khiến cho những người chứng kiến phải thoát tim. Đám cháy là ở cửa hàng kinh doanh mút xốp, đồ nhựa. 7 xe chữa cháy và 29 cán bộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bình Tân đến hiện trường ngay sau đó, họ chia làm nhiều mũi để phá cửa cuốn, phun nước dập lửa và tìm đường tiếp cận các nạn nhân. Hai nạn nhân được cảnh sát hướng dẫn thoát nạn theo cầu thang bộ ra ngoài an toàn. Năm người còn lại là Đỗ Nam Phương, 10 tuổi, Đỗ Lê Phương Tuyền, 11 tuổi, Đỗ Viết Tranh, 30 tuổi, Nguyễn Thị Huyền, 27 tuổi, ông Đỗ Viết Cảnh, 64 tuổi, được cảnh sát giải cứu trong tình trạng ngạt khói và bị phỏng nhẹ. Đám cháy được khống chế sau đó. Lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong phạm vi khá rộng. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Nhìn các cháu bé bị bỏng được đưa ra ngoài khiến cho người xem thương cảm. Nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không ngại hiểm nguy lao vào biển lửa giải cứu thành công người gặp nạn. Trong cái rủi có cái may khi vẫn giữ gìn được mạng sống. Tin chúng tôi vừa nhận được, do thương tích nặng, ông Đỗ Viết Canh, một trong 7 nạn nhân được giải cứu trong vụ cháy nhà trên, đã không qua khỏi. Hiện cha và vợ con của nạn nhân đang được tiếp tục cứu chữa, sức khỏe ổn định. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, như đã thành thông lệ, 10 năm trở lại đây, cứ vào thời gian đầu mùa mưa, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở An Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước lại cùng nhau đối phó với bọ đậu đen. Không chỉ bao kính trần lớp học, cửa sổ, bọ đậu đen còn từ những góc tường bò ra đầy nền lớp học, khuôn viên nhà trường, thậm chí là cả nhà vệ sinh mỗi khi thời tiết chuyển mưa.
có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở An Phú trong những ngày này, phủ kín trong các phòng học và khuôn viên trường, cả trong nhà vệ sinh, nhiều nhất là ở hai dãy phòng học thuộc lớp 41 và 42 của trường. Thầy Nguyễn Hữu Thu, trường tiểu học và trung học cơ sở An Phú cho biết, tình trạng bọ đậu đen xuất hiện ở trường đã 10 năm nay. Hàng năm cứ vào đầu mùa mưa, loại bọ này lại bay về và gần kết thúc mùa mưa, nó lại trở về một lần nữa. Dù là tuần thứ tư nhà trường ra quân tiêu diệt, nhưng hàng ngàn con bọ đậu đen vẫn bò lẩm ngẩm trong các ngóc ngách, hành lang và dày đặc trên nền lớp học. Ước tính có đến cả tấn bọ đậu đen được thu gom để đốt. Bọ đậu đen sống ở trong đất, những nơi có vườn cao su, vườn cây ăn trái nhưng không gây hại cho thực vật. Loại bọ này có tính hướng quang nên thường bay vào trong nhà với mật độ cao, gây mùi hôi khó chịu. Phải học trong môi trường có bọ đậu đen như vậy thì quá nhiều bất tiện và phiền toái cho thầy cô và học sinh. Sự việc này lại diễn ra 10 năm nay mà chưa có cách triệt để. Có lẽ rất cần một giải pháp hữu hiệu hơn để các em học sinh yên tâm học hành. Còn trong ngày hôm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam có diễn biến mới mà ít quốc gia nào trên thế giới làm được điều này. Tôi không biết tinh thần chiến binh nó phải như thế nào luôn. Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày thứ 45 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 từ cộng đồng. Ở châu Á, hiện chỉ có Đài Loan, Trung Quốc có thành quả chống dịch tương tự. Ca gần nhất từ cộng đồng ở đây là từ ngày 12 tháng 4. Tại 9 bệnh viện, hiện đang điều trị cho 49 bệnh nhân COVID-19. Hiện chỉ còn 23 bệnh nhân dương tính, đã có 26 bệnh nhân âm tính từ 1 đến 2 lần trở lên. Số bệnh nhân còn dương tính chỉ chiếm 7% trong tổng số bệnh nhân đã ghi nhận trong vụ dịch. Việt Nam đã sắp bước vào giai đoạn điều trị khỏi cho tất cả các bệnh nhân COVID-19 đã phát hiện. Đây là thành quả chống dịch đáng khích lệ khi số ca mắc mới vẫn đang ghi nhận trên khắp thế giới. Đặc biệt, về bệnh nhân 91, phi công người Anh, thông tin từ tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo chống dịch quốc gia cho biết, sức khỏe bệnh nhân tiếp tục tốt lên, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm. Đây là ca nặng nhất của vụ dịch này, nhưng bệnh nhân đã có cải thiện, được coi là kỳ tích trong hơn một tuần gần đây và bắt đầu có hy vọng rõ rệt. Tin chúng tôi vừa nhận, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Vietnam Airlines và phía Singapore đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa 340 công dân về nước hôm 31 tháng 5 và đã hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Cần Thơ. Hành khách trên chuyến bay bao gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, người đi công tác du lịch, hết hạn thị thực, bị mắc kẹt do đại dịch COVID-19. Thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương. Được đặt chân về quê hương lúc này, kiều bào ta ở vùng có dịch bệnh COVID-19 hoành hành hết sức vui mừng và xúc động. Chủ trương của chính phủ đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước lần này có sự ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ, người già, trẻ em. Trong đó có chuyến bay hết sức đặc biệt, 243 bà bầu về từ Đài Loan đã được đưa về khu cách ly ở Quảng Nam vào ngày hôm qua. Sau chuyến bay dài, nhiều người vẫn còn chưa hết mệt mỏi, nhưng có một điều mà ai cũng có thể cảm nhận được, đó là niềm vui vô bờ bến của những công dân may mắn được trở về nước. Hôm nay, phóng viên đã có mặt tại khu cách ly trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và ghi nhận được nhịp sống bên trong hết sức đặc biệt. Qua tìm hiểu, những người được trở về quê đợt này đa số là lao động phổ thông tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sang làm việc tại Đài Loan. Một số người học tập, đi du lịch, đi thăm người thân bị mắc kẹt 2-3 tháng trời do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều người cho biết, trong thời gian qua, cuộc sống của họ ở Đài Loan hết sức khó khăn bởi chi phí đắt đỏ, nhiều thai phụ mất việc làm, không có bảo hiểm, nên việc sinh hoạt, chăm lo sức khỏe vô cùng phức tạp. Vì vậy, khi được đón trở về quê, mọi người đều vui mừng không tả xiết. Họ xúc động và gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, các cơ quan đơn vị liên quan đã hết sức quan tâm, bố trí chuyến bay nhân đạo đưa họ về nước. Đối với cuộc sống trong khu cách ly, nhiều người nói rằng rất bất ngờ khi được bố trí nơi ăn chốn ở sạch sẽ, thoáng mát, được phục vụ tận tình, chu đáo như vậy. Riêng đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, công việc hết sức vất vả vì chỉ có vài chục người nhưng phải phục vụ tới hàng trăm người, trong đó có tới 243 người mang thai. Dù vậy, mọi người đều cảm thấy rất vui.
việc đưa 343 công dân, trong đó có 243 người mang thai, về nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, không phân biệt đối tượng, thành phần. Khi có khó khăn, cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ bà con qua cơn hoạn nạn. Hiện tại, tất cả các công dân này đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và các bác sĩ túc trực 24/24 bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho các bà bầu. Đã là cha mẹ thì ai cũng thương con và mong muốn con được sinh ra trong một môi trường tốt nhất. Nên việc cần 250 bà bầu từ Đài Loan về nước để sinh con khiến cho nhiều người đồng cảm. Tình thương cha mẹ dành cho con chua bờ bến như vậy. Ngày mai 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Song thật đau lòng khi có không ít nhân vật chính của ngày hội này đã bị bạo hành hết sức thương tâm. Dư luận rất xót xa khi liên tiếp phải chứng kiến nhiều trường hợp con trẻ bị chính cha mẹ ruột đánh đòn tàn nhẫn. Hôm qua, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa, 24 tuổi, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, vì hành vi hành hạ con ruột của mình là bé Danh Thị N, 6 tuổi. Chỉ vì lý do bé N lấy gạo đổ vào cát để chơi, vậy mà đã bị cha ruột của mình đánh dẫm đạp không thương tiếc. Khán giả xem đã rất bức xúc, người cha ở Sóc Trăng sao mà ác dữ vậy? Dù con mình có làm sai điều gì cũng phải hiểu nó mới 6-7 tuổi đầu. Con trẻ đâu có hiểu hết những gì nó làm, nỡ lòng nào đánh con như đánh kẻ thù. Dù gì đi nữa, vẫn là con mình mà sau hành hạ dã man như thế. Có thể gia đình khó khăn, mất đi ít gạo khiến nhà không có cái ăn trong ngày. Nhưng con của mình mà, đang tuổi con nít mà. Vụ việc còn chưa lắng xuống thì sáng nay, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng đang xác minh làm rõ vụ bé gái 11 tuổi đang là học sinh lớp 5 bị mẹ và ông ngoại của mình trói tay và đánh đòn sau khi tải bê ngoài đường quốc lộ 1 vì nghi cháu lấy trộm tiền. Nhiều người cho rằng đánh phạt con phải có tính giáo dục. Con lỡ làm điều gì sai, phải giải thích cho nó hiểu, chỉ nên đánh đòn vài roi để hù cho cháu nhớ và biết sửa sai. Bạo lực không phải là cách tốt nhất để giáo dục con cái. Vấn nạn bạo hành trẻ con có thể nói đang ngày càng báo động. Hai vụ bạo hành vừa nêu trên không phải là cá biệt. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ bạo hành dã man con trẻ, mà thủ phạm chính là cha mẹ của mấy đứa nhỏ. Chúng ta đang có trong tay đầy đủ cơ sở pháp luật như Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, cụ thể như cha mẹ phải thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 nêu rõ các hành vi cố ý bị cấm gồm có hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình. Không chỉ ở mức xử phạt hành chính, nếu hành vi đánh đập hành hạ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Vì thế, nhiều người đã đề nghị cơ quan chức năng cần xử tù thật nghiêm khắc người cha nhẫn tâm ở Sóc Trăng để răn đe các trường hợp khác tương tự. Tất cả những người lớn hành hạ con đẻ của mình cần phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Cần tước quyền làm cha mẹ của những đối tượng đã nhẫn tâm bạo hành con trẻ. Quý vị cũng như chúng tôi đều rất đau lòng khi chứng kiến những cảnh con trẻ bị chính cha mẹ của mình bạo hành như thế. Đánh con là tàn nhẫn, như vậy là phản giáo dục. Chúng ta đã và đang xây dựng một xã hội văn minh. Như vậy, mong chính quyền các cấp phải sớm có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất nạn bạo hành con trẻ. Như vậy mới thật sự gọi là bảo vệ cho trẻ em. Còn đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, việc đặt chân vào một siêu thị, nơi mà các em có thể tự do thỏa thích lựa chọn những vật dụng như là bút, viết, búp bê, quà lưu niệm, vân vân, đó là một giấc mơ đẹp nhưng khó thành hiện thực. Bởi cơm áo gạo tiền đôi khi làm cho tuổi thơ của các em trở nên không trọn vẹn. Ở trung tâm thành phố Cần Thơ, có một nơi mà các em nhỏ không cần phải ưu tư về những điều đó. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của Phù Sa Yêu Thương ngày hôm nay. Từ sáng sớm của ngày ra mắt đầu tiên đã có rất đông các em nhỏ có mặt chờ đợi.
Mỗi em đến mua hàng đều được siêu thị phát cho một giỏ sách để đựng vật dụng mà mình lựa chọn. Siêu thị Măng Non trưng bày rất nhiều dụng cụ học tập để chia sẻ khó khăn với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cặp da, tập sách, viết, quần áo, sữa và các đồ chơi trẻ em. Đây là dịp để các em học sinh đến giao lưu học tập cùng nhau và hễ các em cần gì, thiếu gì thì đến lựa chọn lấy về. Đối với các em học sinh khác, đó là những thứ cần có hết sức bình thường. Nhưng đối với một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, việc cầm cây bút, quyển vở đôi khi chỉ là ước mơ rất xa vời. Ngồi lặng lẽ một góc để chờ đến lượt, em Trần Nguyễn Phương Uyên đang học tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An cho biết, tranh thủ ngày Chủ nhật được nghỉ học, em cố gắng đến sớm xếp hàng để chờ đợi nhận quà tại siêu thị Măng Non không đồng, để kịp về nhà bán vé số phụ gia đình. Em con nó thích lắm nhưng mà nhà con khó khăn nên nhà con có mua. Đa số em con là được xài được cho không mà, chứ không có khi nào mà nhà con mua cho em con cho nó. Niềm vui của Uyên cũng giống như niềm vui của hàng trăm trẻ em nghèo còn lại. Bởi lẽ khi mở ra siêu thị Măng Non này, đơn vị tổ chức vừa muốn san sẻ dụng cụ học tập đến với các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các em nghèo hiếu học, vừa khuyến khích và giáo dục rèn luyện ý thức các em học sinh biết san sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Chỉ một lần được thỏa thích chọn lựa những món quà dùng trong việc học tập như thế này cũng là lúc ánh mắt các em sáng ngời một niềm tin cho tương lai. Và đây cũng là những khoảnh khắc đẹp trong tuổi thơ của các em. Dù còn ở lứa tuổi đến trường, nhưng trong các em, ai ai cũng cảm nhận được yêu thương, san sẻ, giúp đỡ giữa người với người là thứ tình cảm quý giá để các em giữ lấy, tiếp nối trên con đường phía trước. Mùi tập sách mới, mùi mực tím, những cây bút, cục gom gắn liền với ký ức thời cấp sách đến trường của mỗi người nay được chia đều để cho tất cả các em cơ nhỡ. Để cho một mai các em có thể phát triển tốt nhất như bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khi đến nhận gạo tại thùng gạo thiện nguyện của Liên đoàn Lao động huyện tỏ ra ngạc nhiên, thích thú khi thấy một hình ảnh rất đặc biệt. Khi chiếc xe lăn của ông Tý đến trước cổng Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc để nhận gạo, chú chó này đang nằm phía sau xe liền bật dậy chạy vào trong. Thấy mọi người đứng xếp hàng nhận gạo, chú chó cũng đứng xếp hàng để chờ nhận gạo thay chủ. Một cán bộ của Liên đoàn Lao động huyện lấy phần gạo chuẩn bị sẵn, đặt xuống đất. Chú chó dùng miệng xách túi gạo chạy ra xe lăn đưa cho chủ, rồi lên xe tiếp tục đi bán vé số cùng chủ. Ông Tý cho biết, trước đây trên đường đi bán vé số, ông xin người dân chú xoáy Phú Quốc này rồi đem về nuôi được mấy năm nay. Hàng ngày ông đi bán vé số đều mang chú chó theo bên mình để bầu bạn. Vì thế giờ đi đâu nó cũng đòi theo. Mỗi lần ông Tý dừng xe trước hàng quán, chú chó theo chủ gặm bịch vé số mang vào đưa cho khách hàng, sau đó mang tiền chạy trở ra đưa cho chủ. Chú chó đến xếp hàng nhận gạo thay chủ là điều rất đặc biệt, lần đầu tiên mới có. Bởi vậy mới thấy chó là con vật thông minh và trung thành nhất đối với con người. Tin tức Mekong tiếp tục với nội dung ghe cào hoành hành ngày đêm đe dọa bờ kè hàng chục tỷ chống sạt lở. Cho nhập heo sống, giá heo hơi nghỉ mệt nhưng vẫn chót vót, nóng tình trạng buôn lậu heo ở biên giới. Những người nuôi ong du mục dưới tán rừng tràm có nhiều điều rất thú vị. Tin tức Mekong sẽ trở lại sau thời gian dành cho quảng cáo. Thưa quý khán giả, những bờ kè chống xói lở vừa hoàn thành đã giúp cho người dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp yên tâm sinh sống và sản xuất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công trình hàng chục tỷ đồng này đang đối diện với mối đe dọa mà nếu không có biện pháp ngăn chặn sớm thì bờ kè sẽ biến dạng. Bờ kè Bình Thành, huyện Thanh Bình, những chiếc ghe cào chạy sát bờ liên tục hoạt động bất kể ngày đêm. Người dân nằm trong vành đai sạt lở ở đây chưa kịp vui vì bờ kè mới vừa xây xong thì nay lại canh cánh nỗi lo vì các phương tiện đánh bắt thủy sản này đe dọa bờ kè. Từ 3 giờ chạy tới phi ba nước rồng rồi nó chạy, nó cào. Nước lớn nghỉ, nước rồng cào. Cũng chạy cặp cặp mé ra bờ, giờ lên giờ xuống. Có cào xa xa ngoài cũng có, rồi cào nhỏ thì nó cào trong đây. Rồi bờ kè này thì nó hoàn thành rồi. Mình sợ nó cắp lưới lên chứ.
Chính quyền cấp xã đã nắm được tình hình này và nhiều lần tổ chức tuyên truyền đối với chủ ghe cào. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện này đến từ địa bàn khác cùng những hạn chế về điều kiện kiểm tra, nên phía địa phương cũng chẳng thể siết chặt được hoạt động trái phép của các ghe cào. Thứ nhất thì về cái thẩm quyền xử lý thì không thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, cụ thể là xã. Về phương tiện thì xã cũng không đủ phương tiện để là thường xuyên kiểm tra. Cái thứ hai nữa là về lực lượng thì cũng mỏng. Thời gian qua, những ghe cào này tạo ra nhiều mối lo cho người dân đang sống trong vành đai sạt lở của các địa phương đầu nguồn. Địa phương đã kiến nghị đến các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra đoạn sông này để không ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản cũng như kè chống xói lở. Thưa quý khán giả, giá heo hơi sau 3 tuần tăng chóng mặt thì ngày hôm nay đã tạm nghỉ mệt nhưng vẫn ở mức cao chót vót tại nhiều địa phương. Một thương lái khu vực Đồng Nai cho biết giá heo hơi cao nhất ở miền Nam lên đến 100.000 đồng một ký, đã ghi nhận tại 8 tỉnh thì nay chỉ còn 5 địa phương. Thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ nghỉ mệt thì có. Giá heo hơi tại các tỉnh vùng Tây Nam Bộ hôm nay 31 tháng 5 vẫn dao động từ 95.000 đến 97.000 đồng một ký. Khu vực miền Đông Nam Bộ từ 95.000 đến 100.000 đồng một ký. Nhìn chung, giá toàn miền đang ở mức cao chót vót từ 95.000 đến 100.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, sau khi xuất hiện mức cao nhất 105.000 đồng một ký, giá heo hôm nay chững lại, dao động từ 97.000 đến 100.000 đồng một ký. Ngày 28 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức cho nhập heo sống để giảm nhiệt thị trường heo hơi. Các doanh nghiệp nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước, thực hiện cách ly heo sống nhập khẩu 30 ngày. Như vậy, phải qua giữa tháng 7 mới có heo sống ngoại chính thức ra thị trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức cho nhập heo sống từ nước ngoài vào. Thịt nhập vẫn rất khó có cửa chen chân vào siêu thị, bởi ưu tiên của các siêu thị vẫn là thịt nóng. Chưa kể thịt heo đông lạnh, nếu đã rã đông, cắt miếng đóng gói, phải bỏ lạnh bán ngay, chứ không thể nào tái cấp đông lại được. Vì thế, hàng đưa vào siêu thị chỉ dài 3 thùng, rã đông bán trong 1-2 ngày hết thì ngon. Nếu siêu thị đổi trả về, chỉ có bỏ, không bán cho ai được. Vì thế, việc nhập khẩu heo sống là để đáp ứng nhu cầu thị trường với mặt hàng này. Dự kiến heo sống sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan, Campuchia và Lào vào Việt Nam. Chủ yếu nguồn heo sống từ Thái qua Campuchia để vào Việt Nam. Trước việc giá heo tăng quá nhanh, việc buôn lậu heo ở biên giới đang rất nóng bỏng. Sáng nay, đồn biên phòng Phú Hữu, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa bắt một phương tiện thủy vận chuyển hơn 1 tấn heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Khi tổ công tác tiếp cận để kiểm tra, thì người lái phương tiện liền nhảy xuống kênh, bơi về bờ bên kia tẩu thoát. Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện đối tượng bỏ lại có chở 12 con heo với tổng trọng lượng 1.000 kg. Số heo này chưa rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch động vật và thể trạng rất yếu. Thưa khán giả, kết nối Mekong vừa qua đã phản ánh việc một số người dân xã Quà Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cầu cứu vì trồng bắp không ra hạt dẫn đến thua lỗ. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng bắp cào cào, thì phóng viên chương trình đã kết nối với đại diện công ty hạt giống An Phú Nông là đơn vị cung cấp giống cây trồng và nhận được những thông tin phản hồi xoay quanh vấn đề này. Như đã đưa tin, trước đó, một số hộ dân tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh thông tin rằng đã mua một loại giống bắp mới từ người đàn ông tên Sơn để thử nghiệm. Và kết quả, giống bắp này không thể thu hoạch năng suất cao như lời đã hứa sau 2 tháng. Hiện người dân đã tìm đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh để mong làm rõ nguyên nhân. Dù chưa có kết quả khẳng định nguyên nhân bắp bị cào cào từ cơ quan chức năng, nhưng hiện nay, nhiều bà con đang hoang mang về giống bắp Alaska. Ngay sau khi phản ánh, nhóm phóng viên đã liên hệ với đại diện công ty hạt giống An Phú Nông là đơn vị cung cấp giống cây trồng. Anh Từ Văn Thật, nhân viên kỹ thuật của công ty này cho biết đã đến khảo sát tận nơi nhiều hộ thuộc các huyện khác tại tỉnh Trà Vinh đã và đang trồng bắp Alaska.
Tại đây, người dân trồng giống bắp này thu hoạch với năng suất đạt 2 tấn một công và được thương lái thu mua với giá 5.400 đồng đến 5.500 đồng một ký. Cụ thể, tại huyện Trà Cú, vườn bắp được người dân xác nhận là đã trồng giống bắp Alaska đã 2 đợt, bẻ ra cho thấy bắp đầy hạt. Theo anh Thật cho biết, tình trạng người dân bị hiện tượng bắp không hạt có thể do riêng biệt vùng đất bị nhiễm mặn khiến bắp không có khả năng thụ phấn và ảnh hưởng đến những loại nông sản khác. Là giống này vẫn bình thường, cho năng suất rất là cao nha, và ưa chuộng, ăn rất là ngọt. Giống bắp Alaska đang được nhiều người dân ở An Giang, Đồng Tháp đầu tư trồng trọt và được sự ưa chuộng của thị trường từ hơn 2 năm nay. Thưa quý khán giả, Long An với những cánh rừng tràm bạc ngàn đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người nuôi ong lấy mật. Những thùng, những chai mật ong đặc sánh không chỉ mang lại công ăn việc làm cho người dân mà còn mang đến nguồn nông sản sạch đặc trưng. Tận dụng mật và phấn qua tự nhiên với những tán rừng tràm xanh mướt này, ông Dương Hữu Thắm, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Vào mùa này, cứ khoảng 15 ngày là ông Thắm lấy mật một lần, mỗi lần 4 ký mật một thùng. Khi thuận lợi, với 200 thùng ong, mỗi năm ông Thắm thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Nhưng lúc ông bị dịch bệnh hoặc giá đầu ra thấp thì nguồn lãi chẳng được bao nhiêu. Mùa hạ đến cũng là mùa cây tràm trổ hoa, tỏa hương thơm ngát. Những chú ong nhỏ có thể bay xa trong vòng bán kính vài km để hút nhụy hoa. Nguồn hoa tràm rừng có màu sắc và hương vị rất riêng. Mật và phấn tràm rừng cũng không bị ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật nên sẽ tạo ra nguồn mật sạch. Đó chính là nét độc đáo mà mật ong hoa tràm từ lâu đã trở thành đặc sản được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Dọc theo quốc lộ 62, quốc lộ N2 và tuyến đường Bo Bo Bình Thành đi qua các huyện Đồng Tháp 10 và Thủ Thừa, dễ dàng nhìn thấy hàng chục trại nuôi ong lấy mật. Một số ít là người dân địa phương, còn lại phần lớn đến từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Tràm thì nó phải ngon hơn các loại mật khác, đặc biệt là cái tràm nó không có thuốc, còn mấy loại hoa khác lúc nào cũng có thuốc. Cứ thế, Long An trở thành điểm hẹn của những người nuôi ong du mục. Họ dựng lều lập trại ngay dưới những cánh rừng tràm, chắt lọc nguồn độc trời vô tận để tạo ra những giọt mật đặc sánh và thơm ngon hương tràm do thiên nhiên ban tặng. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.